Chào quý khán thính giả của Sakya Buddha University TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ tư tuần qua, học viên lớp cao đẳng được Thầy Lệ Minh giảng Kinh Tăng Nhất A Hàm. Sau đó, Thầy Minh Lợi giảng Kinh Tương Ưng Bộ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe tóm lược nội dung các bài giảng sau đây. Vào giờ học Kinh Tăng Nhất A Hàm, Thầy Lệ Minh giải thích bài kinh số 6 thuộc phẩm Bảy Mặt Trời, được Thế Tôn thuyết giáo tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Nội dung của kinh này dạy về pháp thanh tịnh các lậu, mà Phật nói ra pháp cực diệu, khoảng đầu, giữa và cuối đều thiện xảo, nghĩa lý sâu xa, đầy đủ để tu phạm hạnh. Đó là đoạn trừ bởi thấy, đoạn trừ bởi kham nhẫn, đoạn trừ bởi thân cận, đoạn trừ bởi viễn ly, đoạn trừ bởi hỷ lạc, đoạn trừ bởi oai nghi và đoạn trừ bởi tư duy. Kẻ phàm phu không gặp thánh nhân, không thuận theo pháp Như Lai, không thủ hộ pháp hiền thánh, không thân cận thiện tri thức, nghe pháp cần tư duy mà không tư duy và ngược lại, hoặc nghe pháp làm cho dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu đã sinh thêm tăng trưởng, chưa sinh liền sinh. Đối với pháp nên tư duy, lại không tư duy. Đây là pháp khiến cho dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, chưa sinh, không sinh, nếu đã sinh thì liền diệt. Lại khởi lên tụ tà kiến, cho ngã đời này cũng là ngã đời sau, tồn tại mãi không tan rã, không biến dịch. Nên tai họa, sầu bi, khổ não từ đây sinh ra, không thể chữa trị, không thể loại bỏ. Đó không là hành của sa môn, không phải đạo niết bàn. Một đệ tử hiền thánh tu hành không mất thứ lớp, khéo biết thủ hộ, tùng sự theo thiện tri thức thì có thể phân biệt, nhận biết pháp nên tư duy, pháp không nên tư duy. Nhờ tư duy điều nên tư duy và không tư duy điều không nên tư duy mà diệt được thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Do không thấy, không biết nên hữu lậu tăng nhiều. Nếu biết, thấy, nghe, nghĩ thì hữu lậu suy giảm. Còn đã biết, đã thấy thì hữu lậu không sinh. Các lậu hoặc này được đoạn bởi thấy. Nếu các lậu hoặc được đoạn trừ do sức chịu đựng đến từ thời tiết bên ngoài, đến từ lời nhục mạ, đến từ sự thống khổ của thân mạng sắp chấm dứt mà những chịu không khởi khổ não, thì các lậu hoặc được đoạn bởi kham nhẫn. Lại nữa, một đệ tử tu pháp hiền thánh luôn biết giữ tâm ý khi nhẫn y, khi thọ dụng phẩm vật cúng dường, lúc đi khất thực và nhận thuốc men, không sinh tâm nhiễm đắm mà chỉ mong các hành không bị xúc phạm, được an ổn để tu tập lâu bền và thực hành đạo pháp. Nhờ sự thọ dụng như vậy thì tai hại của hữu lậu chẳng có nguy cơ phát sinh và không tăng trưởng, nên gọi là các lậu hoặc được đoạn bởi thân cận. Một đệ tử hiền thánh không tùng sự với ác tri thức, không gần gũi người cùng người ác. Trong khi một mình sống ở rừng thì phải biết tránh xa những loại ác thú, những nơi hiểm độc, hầm sâu hoặc sườn đồi gai góc. Người làm được như vậy nên các lậu hoặc được đoạn bởi viễn ly. Khi một đệ tử tu tập pháp hiền thánh biết xả ly, sinh tưởng dục, sinh tưởng sân nhuế, sinh tưởng tật đố thì được gọi là các lậu hoặc được đoạn trừ bởi hỷ lạc. Lại vì khi mắt thấy sắc không khởi tưởng sắc, không khởi nhiễm ô, không để nhãn căn khuyết lậu, cũng vậy không để tai, mũi, lưỡi, thân, ý biết pháp không khởi đắm mà phòng hộ, thì oai nghi không sinh tai hoạn, hữu lậu. Đó là các lậu hoặc được đoạn trừ bởi oai nghi. Sau cùng Phật dạy, các lậu hoặc được đoạn trừ bởi tư duy là nhờ vào tu niệm giác chi, tu trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi,
y vô dục, y không nhiễm ô, y diệt tận mà cầu xuất yếu. Do vậy nên không khởi hữu lậu. Vậy những phiền não mê mờ được đoạn trừ bởi kiến, liền được đoạn trừ bởi kiến. Những hữu lậu được đoạn trừ bởi kham nhẫn, được đoạn trừ bởi kham nhẫn. Những lậu hoặc lần lượt được đoạn trừ bởi thân cận, bởi viễn ly, bởi hỷ lạc, bởi quan nghi, bởi tư duy, liền theo đó cũng được đoạn trừ. Bài học cho thấy sự phòng hộ tâm mới thật là quan trọng cho người học tu và thực hành phương pháp phòng hộ để tự giúp mình thăng tiến đạo hạnh hơn cả thứ phòng hộ từ bên ngoài. Có khéo phòng hộ thì mới đoạn ái kết, xả ái dục, vượt qua bốn bộc lưu, dần dần thoát khổ. Hãy luôn tinh cần, tinh chuyên, chớ nên giải đãi mà sau này có hối hận cũng vô ích. Như vậy, các pháp trừ hữu lậu được khéo thực hiện. Vào giờ học kinh Tương Ưng Bộ, trong chương Tương Ưng Giới, phẩm sai biệt, Thầy Minh Lợi giải thích về nội giới năm kinh. Kinh số 1 là giới. Giới Phật dạy ở đây không phải là các học giới khi Phật tử tại gia hay xuất gia lãnh thọ, mà giới này là giới vức, là lãnh vực, là phạm vi hoạt động của sáu căn, là nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới và ý giới, với sáu trần là sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới và pháp giới, mà sinh khởi nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới, tất cả là 18 giới. Các giới này hoạt động trong chức năng của mình không lẫn lộn, như nhãn giới để thấy sắc tướng, hình dạng, màu sắc, nhĩ giới để nghe âm thanh, tỷ giới để ngửi mùi hương, thiệt giới để nếm vị, thân giới để xúc chạm, ý giới là để phân biệt, nhận biết. Hơn nữa, mắt không thể nghe, cũng không thể nếm, vân vân. Do giới hoạt động có tính riêng biệt như thế mà Phật gọi, đây là giới sai biệt. Hơn nữa, theo di xuất học, có 9 điều kiện cần thiết để cho thức phát khởi là không, minh, căn, cảnh, tác ý, phân biệt, nhiễm tịnh, căn bản và chủng tử, thì nhãn thức sinh cần đủ 9 điều kiện này. Nhĩ thức cần 8 là không, căn, cảnh, tác ý, phân biệt, nhiễm tịnh, căn bản. Tỷ thức, thiệt thức và thân thức cần 7 là căn, cảnh, tác ý, phân biệt, nhiễm tịnh, căn bản và chủng tử. Ý thức cần 5 là căn, cảnh, tác ý, căn bản và chủng tử. Mạt na thức cần 3 là tác ý, căn bản và chủng tử. A lại gia thức cần 4 là cảnh, tác ý, phân biệt và chủng tử. Bài kinh số 2 nói về xúc. Đây là sự tiếp xúc, sự xúc chạm, sự tương tác tới cảnh bằng các giác quan của con người. Ví như khi mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân sờ chạm, ý phân biệt pháp, mà gọi chung là xúc. Đức Thế Tôn dạy rằng, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh khởi, do duyên nhĩ giới, nhĩ xúc sanh khởi, do duyên tỷ giới, tỷ xúc sanh khởi, do duyên thiệt giới, thiệt xúc sanh khởi, do duyên thân giới, thân xúc sanh khởi, do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi. Nhưng vì chức năng hoạt động của nội giới là sáu căn có sự sai biệt, mà Thế Tôn dạy rằng do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Bài kinh số 3 có tên Và không phải như vậy. Đức Phật thuyết rằng do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. Ví như do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh khởi, không phải do duyên nhãn xúc mà nhãn giới sanh khởi. Cho đến ý cũng vậy, do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi, không phải do duyên ý xúc mà ý giới sanh khởi. Lời dạy này có nghĩa rằng xúc giới có mặt ngay căn tương tác với trần, không thể nào có một sự cảm giác trước khi căn và trần tương tác. Nếu có, họa chăng chỉ là trong sự tưởng tượng không thật mà thôi, bởi vì chúng ta không thể biết mùi hay vị của cái bánh trước khi ta ngửi nó, trước khi ta nếm nó. Do đó Phật nói,
do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, không phải do duyên xúc sai biệt mà giới sai biệt sanh khởi. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Tư, ngày 16 tháng 10 năm 2024, Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tại quận Cam, Nam California sẽ có chương trình học như sau. Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5h45 đến 6h45 chiều, Thầy Huyền Châu giảng A Tỳ Đạt Ma câu xá luận tập 4. Lớp cao đẳng từ 7h đến 9h tối sẽ học Kinh Tăng Nhất A Hàm do Thầy Lệ Minh giảng và Kinh Tương Ưng Bộ qua lời giảng của Thầy Minh Lợi. Lớp sơ trung đẳng từ 7h đến 9h tối sẽ học Kinh Tạp A Hàm do Thầy Minh Lợi giảng và Tăng Chi Bộ Kinh qua lời giảng của Thầy Lệ Minh. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như những thông báo cần thiết để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà Bồ Đề Phật Quốc .org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc những thắc mắc về tu học, quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.